Xin chào mọi người đã quay trở lại với Cao Bằng TV, và hôm nay mình đang có mặt tại thôn Hố Chua của xã Hàng Chục Phìn của tỉnh Hà Giang. Thì hôm nay mình cũng gặp anh Xính ở đây, thì mình sẽ đưa mọi người vào thăm những ngôi nhà của người dân tộc Mông ở trên này mọi người nhé. Thì hãy theo chân của mình và anh Xính sẽ đi tham quan nhà anh Xính rồi ạ. Đấy, anh Xính ạ, nhà mình thì có ở đây xa không anh? Nhà mày ở dưới này. Dưới này á? Em cũng lên đây mấy lần rồi nhưng mà cũng chưa có cơ hội để mà làm nhà bà con ở trên này ấy, vì là cũng chưa quen ai, nên là hôm nay cũng vừa bắt được anh Xính ở trên này, anh Xính đang làm việc nhưng mà đúng đang thời gian đang nghỉ ngơi ấy, nên là sẽ cùng anh Xính xuống để thăm nhà anh Xính luôn. Đấy, cũng khoảng tầm giờ trưa rồi, cái bếp ăn của bà con ở đây thì cũng đang chuẩn bị nấu cơm. Đấy, các con cũng đang đợi đây mọi người. Hôm nay có thịt này. Đấy, nhìn ngon quá. Cũng tầm giờ này là gần 11 giờ rồi, nên là khả năng bà con làm Nino, thế một tiếng nữa là bắt đầu sẽ nghỉ. Đây là mọi người theo chân mình xuống nhà anh Xính. Đấy, mọi người thấy là ở bên Hà Giang này thì trùng trùng điệp điệp là đá thôi, nên là đá với đèo. Mọi người nếu mà muốn trải nghiệm về đi xe máy leo những con đèo hoặc là những cái cung đường hiểm trở thì mọi người có thể lên đến tuyến đường Hố Chua này. Đấy, Hố Chua này thì nói chung là view đẹp và đường xá đổ bê tông rồi, đi thuận tiện lắm. Anh Xính có mấy cháu rồi? Còn ba cháu nữa. Ba cháu à? Anh Xính năm bao nhiêu? Sinh năm 2001. 2001 à? 2001 thì là em rồi. Mình cũng vừa nói chuyện anh Xính, Xính có ba cháu rồi. Và vợ sinh năm bao nhiêu anh? Ừ, 202 ạ. À, 202. Thế cũng lấy vợ sớm nhờ anh nhỉ? Vâng. Cháu lớn học năm bao nhiêu rồi? Cháu này cháu lấy nhà 5 tuổi. À, 5 tuổi. Vâng. Đấy, thế mà ở trên này lấy vợ khá là sớm. Năm anh Xính 201 mà con 5 tuổi rồi. Đây nhà mình luôn này. Nhà dưới kia. Nhà đây là nhà chị Mỹ. Đây nhà chị Mỹ à? Vâng. Bỏ quá mọi người ạ. Trên này. Nhà em mà sao quá. Đấy. Đây đá này, nghiền đá với con thừa này. Chưa, bà con chưa cho nghiền hết. Đây con chó à. Bà con đây sống cao lắm mọi người, nhìn có thể nhìn thấy là xếp kè đá lên. Gần như là làm bậc lên ấy. Ở dưới này thì là chuồng trại, còn mặt trên này thì là người ở trên này luôn. Nhà mình nuôi nhiều châu bò không anh? Không. Nhà anh à? Ê, cháu đi đâu hết đấy? Cháu đau ở được chứ. Nhà anh ạ. Em chào chị. Vâng. Đây em còn ít thạch với cháu. Chị bị ốm à hay là đã bị đất đó thì đổ à? Đây chưa lấy cho em này. Đây vẫn còn đây, em đang ngủ đây. Em cũng thấy để trên kia cũng phát được bà con hết rồi nên là còn một ít thôi. Dạ, ở đây thì bà con trên này thì sống đơn giản lắm mọi người, vì là trên vùng cao này thì gì kinh tế nó còn khó khăn. Ở đây thì có cái bếp này, bếp bà con nấu thì ở ngay dưới nhà này luôn. Nói chung là nhà của anh Xính ấy cực kỳ là ngăn nắp và sạch sẽ rồi. Đấy, còn cái tường thì là xe đan. Đấy, xe đan này để ngăn gió hoặc là cái lợn gà ngoài nó vào trong nhà. Đấy, nhà mình lại dùng năng lượng mặt trời luôn, vì ở đây không có điện lưới hả anh? Không ạ. Chào con của mình ấy. Là con là con thứ hai. Lành quá. Đây là ngô dự trữ nhà mình luôn này anh. Vâng. Nhưng mà khá là nhiều. Thứ hai. Ở bên này là chuồng bò nhà mình anh. Bên vâng. Sau nhà này. Nè, chuồng bò. Đấy, mọi người trên này, bà con trên này cũng làm ăn kinh tế khá là tốt, cũng nói chung là ở đâu cũng thế thôi. Cô con cứ có trâu bò ấy thì là khá giả rồi.
là trâu bò là đi đi cày đi cấy nên là nhà nào có trâu bò ấy thì cũng khá là ổn. Cơm thôi. Đấy. Ở đấy thì anh Chao Vlog cũng rất là tâm lý. Mỗi hôm sẽ đổi cho bà con một món mới để bà con ăn để có sức làm. Đấy. Đấy, cái này bà con ăn ở đây luôn. Đây. Đây, như cái khung cảnh video trước của mình quay ấy thì các con cũng ăn cơm. Đấy. Ở đây nấu ngon đấy, các con cũng ăn rất là ngon. Đấy. Đây mọi người ạ, ăn ngon lắm mọi người ạ. À, hôm nay thịt nấu ngon không chú? bà con mình cố gắng ăn thôi, cố gắng ăn trong cố gắng hoàn thiện đường để mình đi lại nó dễ dàng hơn, cố gắng ăn có sức để làm. À, thế hôm nay sao ít người thế nhỉ? Hôm nay hay gọi mọi người lên ăn cơm thôi. Đây, sao lại ở đây có một cháu đang dối, hình như là mẹ ở cạnh nên là hay dối thôi. Dạ. Con cũng đang ăn ở ngoài trời luôn. Ở ngay nắng nhưng mà không gắt đâu mọi người, vì là có cái rừng trúc ở này, có rừng trúc dưới này thì nó mát lắm. Đấy. Mọi người ăn xong hay nghỉ trưa thì mới bắt đầu đi làm tiếp. Bà con cũng đang còn một số đi chưa về, còn đang đợi canh. Đây là canh xương và
cạnh bí. Đấy, mọi người cũng đang về hết này. Ôi, đến giờ ăn cơm rồi các chú ạ. Ăn cơm rồi chiều có sức để làm. Đấy. Chú đến ăn cơm. À dạ, các anh chị với lại các người ăn cơm, các ăn cơm đi. Đây bà con làm vất vả nên là cố gắng ăn nhiều vào để có sức để làm tiếp. Đây. Đợi này ăn cơm xong thì bắt đầu nghịch. Thường thì không phải thứ bảy chủ nhật ấy thì các em ở đây đi học mà, nhưng mà hôm nay lại là chủ nhật nên là cũng được ở nhà ra đây chơi, bố mẹ bán cơm ở ngoài cổng trường này luôn. Nhà con ăn ngon lắm. Cười. Ăn cơm đi, ăn cơm đi con. Ở đây mọi thứ của các bạn trẻ này thì tự lập hết, nên là các xúc ăn mọi thứ chứ không phải bố mẹ bón nữa đâu. Thấy đứa bé áo vàng quả thì to lắm mọi người ạ. Bây giờ kia mà rửa bát kho cũng là mà cho xếp cả cho nên là hãy cho xếp cả ô chào luôn mình xuống cho thấy chào này cái ly chào thấy đây nữa hả đi khỏi đi một bên trái chứ sao chơi cả đó tao chơi cái gì cái mua này mua ăn nhớ tao chơi cho mua mà khỏi đi một bên trái bé bé thấy bảy xe mày chơi mà tôi chơi mà. Đấy, ở đây thì có một số em cũng ăn xong rồi thì giờ còn lại một số em đang ăn. Ăn cơm đi con ạ. Em này thì mình đi ngay hôm chưa thấy bao giờ đi đi dép. Này, đi chân đất quen này. Nó chào rồi. Nó chào sao chỉ giống như thế. Nó mồm mà nó chó. Hả? Nó chó. Ô, chị bay chưa? Món sạch rồi nhỉ. Nhà cơm ngon lắm nên là mọi người cũng ăn hết sạch luôn. Nói chung là cơm ấy thì mình tốt nhất là sẽ ăn sạch đi để tránh lãng phí. Ở trên này con khó khăn nên là mọi thứ nó tiết kiệm được thì sẽ cố gắng tiết kiệm. Đấy, các chú cũng ăn cơm xong rồi đấy. Bây giờ là nghỉ trưa, ngủ trưa hả chú? Đây là bắt đầu làm tiếp. Đấy, ăn xong rồi nghỉ ngơi đàng hoàng xong bắt đầu làm chứ. Mọi người ăn cơm xong thì sẽ nghỉ trưa, bắt đầu nghỉ trưa khoảng tầm 1 tiếng thì sẽ bắt đầu làm tiếp. Đấy là khung cảnh buổi trưa của bà con. Đây mình cũng chuẩn bị đi vào ngồi ăn cơm mọi người ạ. Thì sẽ ngồi vào đây cùng ăn cơm của bà con. Hôm nay mình lên đây cũng 3-4 lần rồi nhưng mà chưa hôm nào ăn cơm bà con đâu, nên là hôm nay thì sẽ ăn cơm lại đây với bà con. Hôm nay ngon lắm rồi ạ. Nhiều ngon lắm.
mình sẽ ngồi lại và mình xin phép khép video lại tại đây. Mình sẽ đi vào ăn cơm cùng tất cả mọi người. Các bạn nào thấy video mình hay thì cho mình xin một lượt đăng ký kênh và một nút like các bác nhé. Và xin chào các bác, hẹn các bác trong những video sau.